Lối mòn qua bên đây. Đây đúng anh. Dạ. Đây là bà con đồng bào dân tộc Sắc Lây. Phải băng qua một cái con suối nè. Đó. Nghe nói bà cụ này sống cũng rất là lâu rồi. Bệnh viện có lúc là không. À, nhưng mà không có thuốc của bệnh viện thì mình có sử dụng thuốc của cây rừng không chú? Không có. Thuốc rừng hả? Thuốc rừng thì có. Có hả? À, thuốc có là có chứ. À. Có thuốc có mình khỏe người chứ. Thuốc rừng đó. À. Dạ Bùi Hồ xin chào cô bác quý anh chị. Hiện tại thì Bùi Hồ ở trên một cái đỉnh núi như cô bác quý anh chị. Có một ngôi nhà của bà cụ sống 17 năm qua gần như là biệt lập với ở bên ngoài. Lâu lắm thì mới xuống làng một lần. Và để hiểu cuộc sống bà cụ như thế nào, mời cô bác quý anh chị cùng theo Bùi Hồ đi qua đây ha. Và ngày hôm nay thì phải có người dân dẫn đường thì mới đi được nha cô bác quý anh chị. Đường này không thể nào chạy xe đi được ha. Đây. Lối mòn qua bên đây. Đây đúng không anh? Dạ. Đây là bà con đồng bào dân tộc Sắc Lây. Phải băng qua một cái con suối nè. Đó. Nghe nói bà cụ này sống cũng rất là lâu rồi. Ở đây xa thiệt là xa mới có được một cái nhà. Và gần như là âm thanh mình nghe rõ được cái tiếng chim của tiếng kêu của các con chim luôn á cô bác quý chị. Phải lội nhà, đến nhà bà cụ là phải lội bộ ha. Đoạn đường đi cực kỳ xa, địa hình chủ yếu là rất là đồi núi và hiểm trở luôn. À, bên này tới nè, xa ghê không. Đây là một trong những ngôi nhà mà đi đến một lần thôi, không có định vị gì cả, không có điện, không có sóng wifi, sóng 4G luôn nha cô bác anh chị. Chào anh. Dạ, chào chị. Ây, đó đấy rồi nha. Nhà của anh chị ở trên trên cái đỉnh núi luôn. À. Ô bà cụ mà. Dạ. Chú là chồng. Vợ. Đây đây vợ chú ha. Dạ. Chú đang làm cái gì á? Gùi. Làm cái gùi ha. À, gùi đây nè. Dạ, chú đang đan cái gùi đẹp ghê không? Cái gùi này đang lâu không chú? Lâu rồi. Lâu hả? Ngày, một ngày mới xong rồi. Cái này là cây cây gì? Tre hay nứa chú? Tre không nhé. Tre không hả? À. Đang đẹp ghê hả cô bác anh chị? À, đây là một cái sàn ông. Nó có đang cái này sao ăn được, thì có cái này mới ăn chứ. Rồi qua đây đi, con mời chú qua đây đi. À. Yeah. Cô chú. Cô chú là năm nay là bao nhiêu tuổi rồi? À. Cô với chú là năm nay bao nhiêu tuổi rồi? 1945. Dạ. 1955. 1955. Ừ. Còn đây 60 nè. 60. Cô chú là sống ở trên này bao lâu rồi? Ở đây lâu từ 2007. Ở đây này. 2007. À. Là sống mười mấy năm rồi. Không biết năm 15 năm gì đó ở đây. Này. À. Lâu lắm rồi. Từ 2007 vô đây này. Dạ. 2007 vô đây sống luôn. À. Rồi nước rồi sao chú? Nước sao? Nước uống á. Uống cái suối này nè. Có suối, suối hả? À, ở suối không à? Dạ, ở trên này đâu có điện gì hả chú hả? Không có. À. Nhờ cái bông đèn bậy bạ thôi, đâu có điện đâu mà. Thì cô với chú thì đâu có làm gì ra đâu để mà ra tiền để mà đi xuống làng mua đồ ăn hả? À, chỉ có gùi thôi, chỉ có gùi có tiền thôi. À. Kiếm được đồng xu nào cứ ăn đồng xu đó hả? Làm một cái gùi như là bao nhiêu tiền? Bán á? 200. 200. Làm 2 ngày mới được cái thôi ha. À, 2 ngày được cái. À, chú lên đây là chú sống đưa để đốn tre làm gùi để bán cho bà con ở dưới. À. Dạ. Ngày hôm nay là cô chú ăn cơm chưa? Chưa. Chưa hả? Chưa. Rất nhiều ăn. Dạ. Ăn mà ăn cơm. Ăn bị bả không à. Dạ hả? Không có gì ăn hết trơn hả? Để ăn bị bả đó. Đâu đâu cho con coi. Dạ. Cô chú này là mình dở cái son ra làm con với bà. Bực 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 ạ. Cô chú. Cơm. À, xong cái này rồi. Cơm cái này. Ừ, ăn đâu. À, có mì, ăn cơm với mì. À, có mì không á. Đâu có ăn đâu. Trời ơi,
Ở đây là được dừng bởi một cái tấm bạc ha. Dạ, tấm bạc không à. Dạ. Rất là mua lại, rất mua lại vậy thôi. Rất, rất là mua lại. Còn ở dưới kia mình nấu gì chú? Nước. Nước uống hả? À, nước uống, nóng. À. Rồi bao lâu cô chú mới xuống làng một lần? À, cứ lâu lâu xuống một lần à. Dạ hả? Ừ. Tối là cô chú ngủ trên này không có điện gì hết. Không có. Đây. Ở dưới này là một cái bếp ha. Còn ở đây là cái ngôi nhà được làm bằng tre. Tre không à? Tre không à? Tối là cô chú ngủ dưới này luôn. Đêm xuống thì mình có đi ở trên rừng này, mình có đi săn bắt gì không? Không gì hết á. Dạ. Nó cũng mặc mũi là mà bị mửa mắt rồi, đâu có đi đi rừng nữa. Dạ. Sao cô chú không xuống làng ở dưới sống cho nó khỏe? Từ từ xuống lo gì, lâu lâu xuống lần. Ở trên này chứ, nó mát mẻ hơn. Dưới làng nó nóng quá. Dưới làng nóng quá hả? Nóng quá. Dạ. Cái cuộc sống hay nói là vô cùng vất vả ha. Ở trên này đôi khi không có đồ ăn sao chú? Vào trong làng đi mua chứ, đâu có đùi mà ăn. Cô chú có trồng cái gì trên này không? Đâu có trồng gì đâu. Không có. Trồng bậy bạ nè. À, mấy cây này là chú trồng ha? Không, cây này xoài nè. Cây này là cây xoài. À. Dạ. Còn cây này cây rừng nè. Cây rừng. Cô chú ở là có được mấy người con? Hai đứa con. Hai đứa con. À. Dạ. Tay con út nè, để con đầu như vậy đó, rễ đầu đó. Dạ, lúc mà sanh nở thì cô chú sanh nở xuống làng ở dưới sanh sanh đẻ hay sao? Hay là sanh nở trên này? Trên này luôn nha. Sanh nở trên này luôn hả? À. Là tự sanh nở luôn hả chú? Tự sanh, tự ở luôn. Đâu có gì xuống bệnh viện đâu. Không đi xuống bệnh viện luôn hả? Không. À, tự rồi. Động đẻ, tự động sống thôi. Tự động đẻ, tự động sống thôi. À. Rồi lúc mà sanh nở không có thuốc men thì sao? Không, tự động thôi. Không có thuốc men gì hết á. Tại vì quen người dân tộc như vậy đó. Có lúc là tới bệnh viện, có lúc là không. À, vậy. Nhưng mà không có thuốc của bệnh viện thì mình có sử dụng thuốc của cây rừng không chú? Không có. Thuốc rừng hả? Thuốc rừng thì có. Có hả? À, thuốc đó là có chứ. À. Có thuốc đó mình khỏe người chứ. Thuốc rừng đó. À. Mình nấu uống rồi mình đi lên rừng hái. À, hái xong rồi cho uống. Dạ. Yeah. Uống thuốc rừng á là dễ trị cho bệnh đau gì đó. Dạ. Bà nói gì? Cô nói gì chứ? Hả? Cô nói gì vậy? Để vô tạm đi xin thuốc nãy đó. À. Vô tạm đó. Ngày xưa là chú phải đỡ đẻ cho cô hả? Chứ đâu có ai hỗ trợ đâu. Không, có ai hỗ trợ đâu mà. Tự động à? Sống tự động không à? Chứ không có người mụ đỡ đẻ giống như ở dưới. Có, tại hồi xưa là tính vậy, quen như vậy rồi. Quen như vậy hả chú hả? Quen từ xưa là bây giờ người dân tộc là đẻ, mà khó là đi bệnh viện. Hay là như cái thầy cúng á. Dạ. Như cái thầy bói đó. Sao chú? Cái thầy bói biết không? Thầy bói. À, thầy bói đó. À, nhờ thầy cúng. À, nhờ thời không à? Thời xưa đó. À. Như vậy đó không à? Bây giờ có nhờ nữa, lúc mà cô đẻ có nhờ thầy cúng nữa không? Có chứ. Phải nhờ cái thời đó. À. Mới để được chứ. Dạ. Ừ. Nhưng mà nhờ thầy cúng xa đây không chú? Sao? Nhà thầy cúng xa ở đây không? Xa. Xa ha. À. Cô chú sống ở trên này cảm thấy là nó yên bình hơn là ở dưới làng hay sao? Bậy bạ thôi, cái này cũng yên ổn thôi, nhưng mà ở trong rừng nó hơi mát mát một chút, còn như lần thì hơi nóng. Mà con thấy thiếu thốn quá mà. Thiếu chứ, mong đụng thiếu hết nè. Dạ. Đâu có gì đâu chú. Gạo, thiếu gạo đi xuống làng mua, như vậy thôi. Là đang gùi để mà đổi lấy gạo đó hả? À, đang gùi đó có gạo lắm. Gùi mà có gạo, không gùi sau cái gì, để lấy cái gì mà ăn. Dạ. Đâu có tiền bạc đâu mà. Dạ. Chứ có gùi đó, hai ngày mới đụng xong một cái, như vậy đó, cái gùi đó. Là 200 ngàn? 200 ngàn mà hai ngày mới làm mình xong á, hai ngày công á. À, rồi tre này chú phải lên rừng đốn hả? Ờ, à, lên rừng
chặt cái cây xuống mình đi một ngày nữa. Thì chứ. Dạ. Hai lúc khắc cái hùng. Bà nói gì chứ? Cô nói gì? Nói chuyện cho bà đâu biết đâu bà bị điếc tai này. Dạ. Điếc tai hết bà mà đâu có nghe được đâu. À. Mà to to nó mới nghe được á, nó nhỏ nghe à. Dạ. Thường ngày là cô chú ăn cơm với gì? Có lúc có canh có rau gì có thịt ăn bị bả mì tôm gì nó ăn bị cơm nữa. Ừ. Canh rau hả? À. Rau là chú thường ăn rau gì? Rau rừng á, biết cái rau á, nó muốn rau dù đủ đó trong rừng á. Rau ra là đủ á. Cũng ăn thí à? Măng rừng á. Măng rừng thôi. Cái mùa này là có măng rồi này. À. Măng rừng á. Đỡ. Ừ. Đi kiếm coi cho đi kiếm sao có được. Phải loại vô rừng kiếm. Ừ. Đi vô rừng kiếm ra. Dạ. Cô chú nói cô chú là sống ở trên này 17 năm. Vậy thì trước đó cô chú sống ở đâu? Cũng gì làng này, chồng nè. Dạ. Vì chồng hết chứ. Chị làng đó. Mấy lên là 27 lên trên này nè. 27 lên trên này. Hồi 25 á là xuống làng. Trong ở làng á. 25, 26, 27, 27 lên trên này. Chò trò ơi, lâu lắm ở đây mấy cái trò đó. Rất tháo bỏ rồi làm cái khác lại. Vậy không à. Sống như vậy trong cực khổ lắm. À. Ừ. Tháo bỏ làm cái khác lại. Vì à. Cái này được cũng mấy năm đâu. 2-3 tháng rồi rất liền à. Dạ. Gãy liền cái này này. Dạ. Chặt lại tiếp, làm tiếp. Dạ. Vậy không à. Ở đây cuộc sống của cô chú người đồng bào cũng còn có sự khó khăn ha. Đặc biệt là cô bác anh chị đấy không? Đây gần như là trên đỉnh núi luôn rồi. Đỉnh núi luôn nè. Ở đây đỉnh núi đúng không chú? Ừ, đỉnh núi nè. À, có thường ai tìm vô đây được không? À. Người lạ thường có vô đây được không? Có chứ. Dạ. Có lúc vô, có lúc không à. Dạ, có ai vô đây tặng quà cho gia đình của mình không? Không có. Không có hả? Không có. Dạ hả? Chưa có. Từ xưa đến bây giờ chỉ có một đợt mùa rồi nữa. Có một đợt mùa rồi lên trên này nè. Lên tới trên này luôn. Ừ, một người đó, người gì tên gì không biết. Là cũng lên gặp chú ở đây. Ừ. Ừ. Ở đây là mình giặt đồ ở dưới suối hết hả chú hả? Đi suối hết. À, mùa khô thì sao? Mùa khô cũng ở suối này luôn nè. Mùa khô suối nó có cạn không? Cạn nhưng mà phải đào là hố á. Đào hố hả? À, đào hố. À. Quậy. Đừng nghe gì. Quậy chưa. Cái suối này là tới một khu là một khu còn mình đào hố cũng dễ. Đào giếng á, đào giếng. À, tự mình đào luôn. À, tự mình đào luôn, đào giếng để nước. Dạ. À, cô chú là sống ở đây bằng mấy cái cây này tự chặt ở trong rừng á. À, trong rừng không à. Rồi mua cái bạc này dưới làng đem lên nè. Thật ra thì mình thì Bùi Hồ thì không biết nói gì hơn. Chỉ biết là gặp đến đâu thì san sẻ đến đó thôi. Rất mong là những cái thước phim mà cô chú sống ở trong cái ngôi làng hẻo lánh 17 năm làm phần nào để san sẻ cho cô chú ha. Hôm nay thay mặt anh Lê Quang Diệu ở Mỹ gửi quà cho chú ha. Đây, gạo. Dạ, đây là mì. Dạ. Hôm nay nhà chú ăn cơm với mì hả? Đây là gì cơ, chú biết không? Không biết, bánh hả? Bánh. Đây. Đây. Nước mắm. Xì dầu nè. Xì dầu. Chú thích ăn xì dầu không? Biết chứ không biết. Mà thích ăn không? Thích chứ. Còn này? Ừ, cái đó cặn mừng nữa. Cái đó cặn mừng nha. Có cà đây đâu. Dạ. Bây giờ có cá ăn ngon à. Không có cá nè. Ở trên đó, trên này không có cá ăn? Không có. Chủ yếu là ăn rau thôi. À, khi đến làng không có. Dạ. Lâu lâu là có cá ăn là mừng. À, để mừng lắm rồi. Được. Dạ mừng gì không chú? Dạ mừng. Dạ dạ. Chúc mừng con. Dạ. Chúc mừng con. Rất mừng. Nhưng mà chú lên đây là có nghĩa là chú lên đây trồng cây rồi sống tự sống ở trên này luôn. Xung quanh nhà chú con thấy cũng có mấy cây cây hình như là giống như trồng để ăn rau á. Mấy cái cây bên đây là cây gì chú? Cây. Cây không biết. Ấy cái địa hay ăn vậy. Cái địa.
Cây này ăn, nấu ăn được không? Măng cầu hả? À, măng cầu. Mày ăn được chưa? À, cá trái cây măng cầu. Rồi, đừng có biết cây nữa. Tiên này ít ít nha, đừng có biết cây. Có gạo này mừng không chú? Mừng, cảm ơn. Bao ngày con thấy cô chú ăn mì thì bao lâu thì mới ăn mì một lần? Thì xuống lần con mì xuống lần thôi nhìn thôi. Con mì. Có nghĩa là chú ở đây sống ở trên núi này để mà làm đăng gùi. Rồi sau đó là mới đem xuống làng, vài ngày mới đem xuống làng với để đổi lấy gạo hoặc lấy là mì để ăn. Gạo hay mì cá mắm gì đó. Phải dạ. Có gùi mới có chứ. Dạ. Sao có lấy đâu mà ra tiền. Bao lâu mới xuống làng một lần? Thì cứ 2-3 ngày mới xuống lần. Có gùi xong gùi là đi xuống. Cứ một làng. Tuần một cái. Dạ. Một tuần một cái. À, cái này là chơi cái gùi này là chú đang hoàn thành chưa? Còn dây chân còn mà. Hả? Còn cái dây chân còn mà. Còn cái dây ở đằng sau này nữa đúng không? À đó. Khéo ghê á, này đựng đồ hay á ha. Nhưng mà đang này là cô chú làm cái khung nó chắc ghê á. Cái này là chú phải hơ cho nó cong lại. Biết rồi. Hơi lửa. Hơ lửa cho cong lại. Hơi lửa mà đen đen vậy á. Nhưng mà là gùi măng à, là một cái gùi này là chỉ có 200 ngàn thôi cô bác anh chị. Còn đây là cái gùi đó nó đã hoàn thành rồi đúng không chú? Hoàn thành đó, mang nó lâu rồi đó. À có cái có dây. Dây này là từ tre luôn chú. Từ mình làm nè. À có cái chân nữa nè. Chân rồi dây thì lần cái này là 200 ngàn thôi. Ừ, cái này cái gì là gọi là dành nè. Dành. Đó, làm tận mẫn tỉ mỉ ghê không? Đó, còn cái nữa kia. À, cái gùi này cái gùi nhỏ. À nhỏ. Muốn làm nhoi thì nhoi, làm lớn thì lớn. À cái này là măng nè. À đó. Măng để ăn đó. Măng này chú để ăn đó, hả? À đang. Trời. Đây là cái bao lâu mới được cái măng vậy? Đi kiếm trong rừng quá hả? Hai đêm về để dùng ăn chứ. Hai đêm về để ăn. À. Rồi. Thật ra thì hữu duyên với hoàn cảnh nào thì Bùi Hồ sẽ thay mặt cho anh Lê Quang Nhiêu sẽ gửi những cái phần quà như thế này. Rất mong là bữa cơm của cô chú nó sẽ có đủ chất như chất đạm để từ mấy con khô cá đó thì sẽ ăn được lâu hơn ha. Rồi cô chú sống cũng ở trên này đâu có điện, giờ tối sao chú đốt đèn sao? Như cái đèn không à, như cái đèn bóng á. Đèn đèn cô đã pin chưa mấy cô sao? Dạ. Mua đã pin á. Mua đã pin hả? À. Đèn học bữa đèn rồi hắn mặn đèn mà như vậy đèn rồi hắn mặn sẽ làm mặn vậy mọi khổ rồi ha. Cực khổ như cái đèn mới sáng biết không? Tối là như cái đèn không? Dạ, tối là nhờ cái đèn đó. Bình tiêu này đa số là người đồng bào của cô chú ở đây á, khi mà có em bé là tự sanh nở luôn à, không có đi xuống bệnh viện đã vì không có tiền. À. Lo cái cuộc sống hàng ngày thì nó cũng đã khó khăn rồi mà gặp gì thì phải nói là càng khó khăn hơn thôi. Thì mong rằng cuộc sống của cô chú á sống với cái khu gần làng bám gần này quen rồi nên là để đi xuống làng nhằm khi nghe tiếng xe nghe tiếng cộ chịu cũng không được hai chú ha. Dạ, ngày hôm nay thì Bùi Hồ có mặt ở đây để mà thay mặt cho anh Lê Quang Nhiêu ở Mỹ để hỗ trợ cho cô chú những cái phần quà như thế này, rất mong là sẽ san sẻ những cái yêu thương của người Việt Nam mình với nhau. Coi như là lá lành đùm lá rách thôi cô bác anh chị. Con chúc cô chú luôn có sức khỏe dồi dào ha. Yeah. Cô chú nhớ giữ gìn sức khỏe. Mà cái suối của chú gần đây ha. Đây suối đây cũng có nè, suối kia cũng có nè. Cũng... Dạ. Nhưng mà cái suối này nó cạn rồi đi xuống suối kia. Này là chai nước lấy ở suối nè. Ở suối đó. Là chú uống nước suối này luôn ha. Ờ, uống nước suối không à? Không á. Lấy nước suối này uống rồi để nấu ăn luôn á. À nấu luôn. Rồi rửa thì rửa bát thì rửa nồi son này sao? Đem dưới rửa. Rửa dưới. Có gì múc đây rửa đây cũng được. Dạ. Rồi, con chúc cô chú sức khỏe ha. Một lần nữa là Bùi Hồ xin chân thành cảm ơn tất cả cô chú, quý anh chị, quý mạnh thường quân rất là nhiều. Cảm ơn đã đồng hành với Bùi Hồ trong ngày hôm nay. Dạ, chào chú. Dạ.